Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Từ đầu tháng 6 tới nay, tại khu vực phía Nam Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn nặng nề gây ra lũ lụt. Đây không phải là hiện tượng lạ, mà đất nước tỷ dân này thường xuyên bị lũ lụt trong những tháng hè, với tần suất lớn nhất ở miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, năm nay điều đáng chú ý là mức độ lũ lụt lớn bất thường, xô đổ nhiều kỷ lục. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc, một địa phương Trung Quốc dự báo mực nước cao nhất trong 100 năm. Mới đây, tại thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Dự kiến mực nước đạt đỉnh cao tới khoảng 37,5m sẽ xuất hiện tại Anh Đức, dòng chính của sông Bắc Giang vào khoảng 8 giờ tối thứ Hai. Theo giờ Trung Quốc, con số mực nước kỷ lục này vượt mức cảnh báo trước đó tới 11,5m. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, mực nước lưu vực sông Bắc Giang lần này sẽ đạt kỷ lục cao nhất trong hơn một thế kỷ qua. Việc kiểm soát tình hình lũ lụt tại Anh Đức đang được chính quyền Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt, để tránh thiệt hại tối đa về người và của. Các phương tiện truyền thông cũng đang gấp rút cảnh báo người dân về thiên tai trước mắt. Đợt mưa lớn này đã khiến nhà cửa và đất nông nghiệp của 7 làng ở thị trấn Anh Đức bị ngập lụt ở nhiều mức độ khác nhau. Tính đến nay, thị trấn đã di tản thành công hơn 4.000 người. Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu bảo vệ người dân trước đợt lũ lịch sử. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường mới đây đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và an toàn cho người dân. Theo thông tin trên, tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông dẫn dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về trong những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao, với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 mét khối một giây vào ngày thứ Tư, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lũ tại đây đang hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị, mùa lũ năm nay hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, đồng thời hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở miền Bắc Trung Quốc. Sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc, Quảng Đông cùng các tỉnh lân cận ở phía Nam gồm Phúc Kiến và Quảng Tây, những tháng qua hứng chịu lũ khủng khiếp buộc hàng triệu người phải sơ tán. Từ chiều 2 đến ngày thứ 3 tuần qua, mưa lớn cũng đã trút xuống một loạt khu vực từ tỉnh Cát Lâm đến tỉnh Giang Tô và tỉnh Vân Nam. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lên tới 150mm. Chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất, yêu cầu những khu vực rủi ro đóng cửa trường học, cơ sở kinh doanh và dừng các dịch vụ giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng trước đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, tức cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân trong các cộng đồng dọc theo bờ sông và ở các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 51 năm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời. Tại thành phố Thiều Quan của tỉnh Quảng Đông, hàng trăm lều được dựng lên trên sân thể thao. Theo hãng tin Tân Hoa Xã tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, tức 70,21 triệu đô với 43.300 hecta cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người đã phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Theo Tân Hoa Xã ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây từ đầu tháng trước đến giữa tháng này năm nay đạt 621mm, cao nhất kể từ năm 1961, với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo đầu tuần này cho biết,
85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Thiên tai ngày càng thảm khốc, thời tiết cực đoan có thể do biến đổi khí hậu gây ra đang gây khó khăn cho Trung Quốc. Từ đợt nắng nóng lên tới 40 độ C ở miền Bắc cho tới lũ lụt lớn ở nhiều khu vực ở miền Nam, với khoảng 85 con sông trên toàn quốc vượt quá mức báo động, các chuyên gia khí tượng cho rằng, với nhiều kinh nghiệm trong đối phó thiên tai khí tượng, đặc biệt là bài học từ trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc 2 năm trước, Trung Quốc đã hành động hiệu quả và kịp thời, nhạy bén hơn với thời tiết khắc nghiệt năm nay. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành 5 cảnh báo khí tượng cấp quốc gia, cảnh báo màu cam với nắng nóng và lũ quét, cảnh báo màu xanh vì mưa lớn và 2 cảnh báo màu vàng về dông bão, gió lớn, mưa đá và sương mù. Tuần qua, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán đã điều động một nhóm làm việc tới đối phó với lũ lụt ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Khoảng 180 thiết bị cứu sinh như xuồng cao su và 119 thiết bị khác từ chính quyền Trung ương đã được chuyển đến vùng lũ lụt ở Quảng Tây. Trước đó, các khoản cứu trợ thiên tai từ chính quyền Trung ương bao gồm cả liều trại đã được chuyển đến khu vực này. Wang Hong Hongwei, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng các bộ phận ứng phó khẩn cấp đã được chuẩn bị đầy đủ hơn để đối phó với các thảm họa khí tượng so với 2 năm trước khi lũ lụt nghiêm trọng đổ bộ vào tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, một số nhân viên cứu hộ ở những nơi như Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu đã gặp nạn khi di tản người dân địa phương đến các khu vực an toàn trong bối cảnh lũ lụt và một số người đã bị thương nặng. Đó là một bài học rất đau lòng cần được rút ra. Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Phòng chống lũ lụt Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo gần đây, lũ lụt không phải là chuyện bất thường vào mùa hè, song tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng đang có xu hướng gia tăng. Khi trái đất nóng lên, không khí ấm hơn, có thể giữ nhiều hơi nước hơn trước khi mây trút xuống, nghĩa là nước mưa sẽ được trút xuống ồ ạt hơn. Chuyên gia Rosie Matthew tại Viện Khí tượng Nhiệt đới Ấn Độ giải thích, đồng thời khẳng định đây có thể là nguyên nhân khiến mưa lũ ngày càng tồi tệ ở Bangladesh, nơi nhiệt độ trung bình đã tăng thêm ít nhất 0,5 độ C kể từ năm 1976. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao, khi nền nhiệt nhiều nơi đã vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng liên tục, phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có số dân đông thứ 2 Trung Quốc, nơi có một số thành phố phải phát đi báo động đỏ vì nắng nóng, đã đạt 94,94 triệu kWh vào ngày thứ 2, vượt mức cao nhất của năm ngoái là 92,22 triệu. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 73,18 triệu kWh vào ngày Chủ nhật. Quang Gen Chen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển của Học viện Khoa học Trung Quốc cho rằng, đợt nắng nóng cực độ ở miền Bắc Trung Quốc và lũ lụt lớn ở miền Nam năm nay đến sớm hơn bình thường khoảng 1-2 tháng. Biến đổi khí hậu có lẽ là một trong những nguyên nhân. Chuyên gia khí tượng Li Huipin tại Đại học Thành Đô nhận định, lý do chính của thời tiết cực đoan là vì gió mùa hè yếu và vùng cao cận nhiệt đới phía Tây Thái Bình Dương di chuyển chậm chạp về phía Bắc. Trong khi đó, không khí lạnh từ phía Bắc đã hoạt động mạnh mẽ, đang di chuyển xuống phía Nam. Do đó mưa đã dồn ứ trong thời gian dài ở phía Nam và di chuyển chậm dần lên phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Kinh mưa lớn, nước ngập xe buýt gần Trung Nam Hải. Vào sáng hôm thứ Bảy tuần trước, tại khu đô thị Bắc Kinh đã xảy ra mưa lớn. Trong số đó, các con đường gần đường lớn ở quận Hải Điền đã tích nước thành sông. Nhiều xe buýt ở phía Tây của Bắc Kinh, gần Trung Nam Hải bị ngập nước, Thiểm Tây lũ lụt thót tim, cảnh kéo cô gái thoát khỏi dòng nước xiết. Hôm thứ Bảy vừa qua tại Thiểm Tây, mưa lớn liên tục khiến nước dâng cao, nhiều tuyến đường đã xảy ra sạt lở, lũ quét qua nhà dân, giao thông trên tuyến đường bị gián đoạn. Đây là cảnh thót tim kéo cô gái thoát khỏi dòng nước xiết, khiếp sợ cây đổ đứt dây điện khi xe tải vừa đi qua. Khi chiếc xe tải vừa đi qua thì ở vách núi sạt xuống khiến một thân cây đổ gục, đứt dây điện dọc bên đường đúng chỗ chiếc xe tải may mắn vừa kịp đi qua. Tiếp theo đây là những hình ảnh thảm họa lở đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc trong mùa mưa lũ. Vụ sạt lở một công trình lớn xảy ra tại Diên An, Thiểm Tây, trạm thủy điện ở Hồ Bắc bị sập, hơn 5.000 người buộc phải di rời. Nối tiếp vụ sạt lở vùi lấp nhà công trình Vân Nam vào hôm thứ Bảy, một công trình lớn nữa của Trung Quốc đã bị sạt lở. Đó là trạm thủy điện ở Hồ Bắc bị sập và hơn 5.000 người buộc phải di rời đến nơi an toàn. Mưa lớn ở Thiên Tân, phố Thành Đại Dương, đường hầm lại ngập tới nóc. Hôm thứ Bảy vừa qua Thiên Tân hứng chịu mưa lớn, khu đô thị ngập nước, nhiều phương tiện bị chìm trong nước, đường phố Thành Đại Dương. Đặc biệt đường hầm của thành phố giáp biển Bột Hải này nước ngập cao gần tới nóc xe. Sau những trận lũ lụt và sạt lở đất, chúng ta cùng đến với những thảm họa khác ở Trung Quốc. Bão dữ dội ở Trung Quốc, cận cảnh cây đổ trúng ô tô, cơn bão dữ dội đổ bộ vào Trung Quốc. Đây là cận cảnh cây lớn đổ trúng ô tô đang đi trên phố. Từ đêm ngày thứ 5 đến ngày thứ 6, mưa lớn và sóng dữ dội đã làm vỡ tung các đập bê tông ven biển ở làng Lu Sochi, Trung Quốc. Những chiếc ghế trên bãi biển đã bị thổi bay xoáy vào không trung.
Tất cả các bãi biển ở trung tâm khu nghỉ mát đều bị đóng cửa. Những con sóng mạnh hiện đang tiếp tục hoành hành dọc theo bờ biển. Hơn 100 con cá heo mắc cạn tại bờ biển Trung Quốc. Đây là hình ảnh hơn 100 con cá heo dạt vào và mắc cạn ở quần đảo Hải Nam, Trung Quốc vào hôm thứ Năm vừa qua. Các nhà chức trách cho rằng đàn cá heo này mắc dịch bệnh. Chúng nằm trên bờ chết hàng loạt. Một số con đã bắt đầu bốc mùi và phân hủy. Trượt đất nuốt chừng ô tô ở Trung Quốc do ảnh hưởng của bão số 3. Hôm thứ Sáu, một trận lở đất đã ập xuống các bộ phận của sân sau và bãi đậu xe gần đường tàu điện ngầm ở Trịnh Châu, Trung Quốc, khiến ít nhất 2 ô tô và các mảnh vỡ sụt xuống hố. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 4,82 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở lưu vực sông Tiền Đường. Tính đến ngày hôm qua, trận lũ lụt lớn nhất ở lưu vực sông Tiền Đường ở Chiết Giang trong 67 năm đã ảnh hưởng đến 4,823 triệu người, với 22 người chết và 10 người mất tích do thảm họa. Tính đến 7 giờ ngày hôm qua, tình hình mưa lũ đã khiến 1.946 doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, 392.000 người phải di rời về địa phương. Tính đến an toàn phòng chống lũ chung của lưu vực sông Tiền Đường, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, hồ chứa nước Tân An Cương sẽ mở các cửa xả lũ. Hơn 4,8 triệu người bị lũ lụt. Kể từ ngày 13, 4 đợt mưa lớn đã tiếp tục đổ bộ vào Chiết Giang. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán tỉnh Chiết Giang, tính đến 7 giờ ngày hôm qua, 67 quận, huyện, thành phố thuộc 10 thành phố của tỉnh Chiết Giang đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Dân số bị ảnh hưởng là 4,823 triệu người, 9.500 ngôi nhà bị sập, 40 người mất tích. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 441,6 nghìn hectare và 726 tuyến đường giao thông bị gián đoạn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thảm họa lũ lụt gây ra là 9,69 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Chiết Giang đã đầu tư tổng cộng 336.000 lượt người cho cứu hộ khẩn cấp, 14.375 bộ máy móc, 1,046 triệu chiếc túi dệt và một lô vật liệu khẩn cấp như cát, gỗ và thép, chuyển 292.000 người và giải cứu 18.800 người mắc kẹt. Người ta hiểu rằng hiện nay một số công trình kè nông thôn có tiêu chuẩn phòng thủ thấp dọc theo sông như Khu Du và Lan Si có nguy cơ bị ngập lụt do lũ vượt quá mức báo động lũ. Trong đó, 5 con đê nông nghiệp nhỏ có tiêu chuẩn thấp như Quan Kian, Zhezi, Hong Zheng, Song Lưu Tu và Di Tao ở thành phố Lan Si bị tràn và cát vàng trên đảo tràn vào nước, làm cho hơn 12.300 người di chuyển đến nơi an toàn. Thành phố Lan Si sơ tán khẩn cấp người dân. Thành phố Lan Si ở lưu vực sông Tiền Đường, nơi hứng chịu đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1955, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lụt này. Kể từ hôm thứ Hai, bờ kè chính của sông Lan Giang đã xảy ra hiện tượng đường ống ngấm và thấm nước. Hiện tại, 16 thị trấn và làng mạc, đường phố trong thành phố đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, và tổng cộng hơn 80.000 người đã phải di rời. Từ tối ngày hôm trước đó đến sáng ngày hôm qua, lưu vực sông Lan Giang lại gặp mưa lớn. Zhao Feiyuan, phó giám đốc trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Chiết Giang cho biết, từ ngày hôm trước đó, mực nước trạm Lan Si đã lên nhanh. Đến 8 giờ ngày hôm qua, đỉnh lũ đã đến Lan Si với lưu lượng đỉnh lũ là 12.500 m khối trên giây. Vào ngày hôm qua, Ban Giám đốc Quốc phòng tỉnh Chiết Giang quyết định khởi động kế hoạch phòng thủ dòng chính sông Tiền Đường đối với lũ siêu lớn. Hiện thành phố Lan Si đang tiếp tục sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và nỗ lực hết sức để giải cứu họ. Sông Xi'an xả lũ lần đầu tiên sau 23 năm. Đợt mưa đầu tiên từ hôm Chủ nhật về cơ bản trùng với 3 đợt mưa lớn đầu tiên. Mực nước của sông Tiền Đường, sông Puyang, sông Đông Tiao và mạng lưới sông Đồng Bằng Hàng Gia đã tăng trở lại và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn ở Chiết Giang. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh bắt đầu vào ngày hôm qua đã thực hiện kế hoạch phòng chống lũ lụt thảm khốc. Theo tin tức vào tối ngày hôm qua, xem xét mức độ an toàn kiểm soát lũ lụt tổng thể của lưu vực sông Tiền Đường trong năm nay, Bộ Quốc phòng tỉnh Chiết Giang đã quyết định thực hiện xả lũ cho hồ chứa nước Tân An vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay. Đây sẽ là lần xả lũ đầu tiên của hồ chứa Tân An Cương kể từ năm 1999. Hồ được xây dựng lần thứ 6 vào năm 1959. 1.846 công ty ngừng sản xuất do lũ lụt.
Đợt mưa lũ nghiêm trọng trong những ngày qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân. Tính đến ngày hôm qua, 4 trận mưa lớn đã gây mất điện tại 22 thị trấn, 728 ngôi làng và 155.193 hộ gia đình ở Chiết Giang. Mùa màng ở nhiều nơi ở Chiết Giang bị ngập lụt và thảm họa về ngũ cốc, dầu mỏ, trái cây và rau quả cũng bước đầu xuất hiện. Tại Hàng Châu, Gia Hưng, Hồ Châu, Ninh Ba, Triệu Hưng và những nơi khác, 17,6% tổng diện tích lúa mì chưa được thu hoạch. Việc rau quả tràn ngập đã trực tiếp đẩy giá cả thị trường lên cao. Tại một số chợ rau, giá rau ăn lá bị ảnh hưởng nhiều nhất đã tăng khoảng 40%. Sản xuất công nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Tính đến 7 giờ ngày hôm qua, tình hình mưa lũ đã khiến 1.846 doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. 4 trận mưa xối xả và lũ lụt ở miền Nam giết chết 175 người. Bộ Nội vụ Trung Quốc ngày hôm qua cho biết 175 người đã thiệt mạng và 86 người mất tích do mưa lũ xối xả ở miền Nam Trung Quốc kể từ nửa đầu tháng này. Kể từ ngày 13, đã có 4 trận mưa lớn xảy ra ở một số nơi ở miền Nam, khiến vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Tây Nam Trung Quốc và một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc nhiều lần bị lũ lụt sạt lở đất. Theo thống kê, đợt mưa lũ và thiên tai lũ lụt ở miền Nam kể từ ngày 13 đến nay đã khiến tổng cộng 86 thành phố thuộc 13 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương ở Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông bị thiệt hại nặng nề, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. 36,57 triệu người ở 510 quận, huyện, thành phố bị ảnh hưởng, 175 người chết, 86 người mất tích, 1,642 triệu người phải chuyển đi tái định cư khẩn cấp và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 35,02 tỷ nhân dân tệ. Để đối phó với mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam kể từ tháng 6, Bộ Tài chính và Bộ Dân sự đã sắp xếp phân bổ tổng cộng 165 triệu nhân dân tệ cho Quỹ trợ cấp sinh hoạt do thiên tai của Chính phủ Trung ương. Bộ Dân sự đã khẩn cấp điều động 5.000 lều và 50.000 mền cứu trợ thiên tai tới các khu vực bị thiên tai ở các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam và An Huy, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai giải quyết những khó khăn cơ bản mà họ gặp phải trong cuộc sống. Đường sắt Thành Đô Côn Minh chạy nhanh sau 78 giờ gián đoạn. 12 giờ 54 phút ngày hôm qua, sau hơn 2.000 cán bộ công nhân của Cục Đường sắt Thành Đô ngày đêm chiến đấu, tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh bị gián đoạn hơn 78 giờ do mưa lớn đã được thông xe thành công. Đêm hôm thứ Sáu, đoạn từ Baigu đến Puxiao trên tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh hứng chịu trận mưa lớn khiến núi sạt lở, khiến giao thông nhiều đoạn bị gián đoạn. Sau thảm họa đường sắt đã ngay lập tức đưa ra phương án khẩn cấp và những người có trách nhiệm liên quan của Bộ Đường sắt, các chuyên gia kỹ thuật viên và lãnh đạo trụ sở cứu hộ của Cục Đường sắt Thành Đô đã nhanh chóng đến hiện trường ngay khi có thể. Do lớp phụ giữa Baigu và Baxian bị lũ cuốn trôi, hàng dây bị treo lơ lửng hơn 200 mét, núi cao và thung lũng sâu, dòng nước chảy xiết, đội cứu hộ được trang bị hơn 20 thiết bị cơ khí cỡ lớn khắc phục mặt bằng làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khó khăn về công tác hậu cần và các yếu tố bất lợi khác, nhanh chóng tiến hành ứng cứu toàn diện tại hiện trường. Sau khi Sở Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp phân công nhiệm vụ cụ thể và lên lịch kỹ lưỡng, cán bộ công nhân viên tiền phương đã bất chấp mưa gió, không quản ngại mệt mỏi, chiến đấu suốt đêm. Đến 12 giờ 54 phút ngày hôm qua, tuyến đường sắt giữa Baigu và Baxian đã được khai thông. Cho đến nay, toàn bộ tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh bị gián đoạn do mưa lớn đã hoành hành. Nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ bị sập. Theo báo cáo tin tức phát thanh truyền hình Trung ương của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, trong vài ngày qua, lượng mưa lớn đã tiếp tục trút xuống khắp huyện Hoàng Sơn của thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy và nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất khác nhau. Cách đây vài ngày, quận Hoàng Sơn đã quyết định nghiêm cấm các loại hoạt động du lịch mạo hiểm ngoài trời trong thời gian sắp tới. Trong vòng chưa đầy một ngày, từ chiều ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ Hai, mưa lớn đã xảy ra ở quận Si, quận Huangshan, hầu hết quận Kunming và một số khu vực ở quận Ji và Xinyong ở thành phố Hushan. Lượng mưa ở 51 thị trấn và thị tứ trong thành phố vượt quá 150mm, nhiều thị trấn gần 250mm. Thành phố Hoàng Sơn đã ngay lập tức điều động nhân viên đến các địa điểm xảy ra thảm họa địa chất khác nhau và các ngôi làng được xây dựng ở khu vực rìa sông và núi. Người phụ trách bộ phận đường cao tốc của huyện Kunming, Huangshan cho biết một số vụ sạt lở đất cục bộ đã xảy ra trên 3 tỉnh lộ ở Kunming.
Quốc lộ 205, con đường giao thông chính ở huyện Huệ Châu của núi Hoàng Sơn cũng lần lượt bị sập. Ngoài ra, huyện Siyan ở núi Hoàng Sơn và các thị trấn bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở huyện Hoàng Sơn bị sói lở đường nghiêm trọng. Hiện tại, các sở du lịch ở quận Hoàng Mai của thành phố Hoàng Sơn đã di chuyển vào các thị trấn làng mạc và nhóm khác nhau để tăng cường nghiêm ngặt việc giám sát những người mạo hiểm du lịch ngoài trời trong mùa lũ và ngăn chặn việc tổ chức du lịch mạo hiểm một cách mù quáng. Tất cả các danh lam thắng cảnh đều đã kiểm tra toàn diện các biển cảnh báo du lịch ngoài trời, cập nhật công khai tăng cường giám sát du lịch ngoài trời, can ngăn kịp thời những người có hành vi vi phạm, báo ngay cho cơ quan công an địa phương khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Cảnh báo màu vàng cũng đã được đưa ra thông báo trên nhiều phương tiện truyền thông. Chúng tôi cũng nhắc nhở những người đam mê du lịch mạo hiểm ngoài trời ở đây rằng vì sự an toàn của bản thân, gia đình và những người khác, vui lòng không thực hiện các hoạt động du lịch mạo hiểm ngoài trời trong mùa lũ. Lũ lụt trên sa mạc cũng điên cuồng và Mogao Grotes buộc phải tạm ngừng mở cửa. Thưa quý vị, sông Daquan chảy qua hang động Mogao cách khoảng 10 km từ Nam lên Bắc. Sông Daquan nhỏ và tinh xảo, quanh năm chỉ có một dòng chảy nhỏ giọt, nuôi dưỡng ốc đảo nhỏ của bang Mogao. Vào sáng sớm ngày thứ 6 tuần vừa qua, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực Đôn Hoàng, nơi nằm trong vùng sa mạc. Cùng ngày, khu du lịch hang động Mogao Grotes buộc phải đóng cửa đối với khách du lịch. Cây cầu nhỏ này là lối đi duy nhất đến hang Mogao bị nước lũ cuốn trôi nhiều năm trước. Khi được xây dựng lại, đã nâng cấp lên, mở rộng hơn và gia cố lại nên đã sống sót. Sau trận lụt này, cây cầu vẫn tồn tại nhưng con đường nhựa phía bắc cầu đã bị phá hủy với chiều dài khoảng 90 mét. Không có gì lạ khi nền đường cát và sỏi ở sa mạc Gobi này dễ bị tổn thương khi đối mặt với lũ lụt. Các con đập ở hạ lưu sông Daquan đã bị cuốn trôi và đang trong trận chiến để gia cố. Công nhân bảo trì đường bộ gia cố nền đường phía nam cầu. Họ là những thanh niên và dân quân từ các thị trấn và làng mạc khác nhau ở Đôn Hoàng. Đôn Hoàng là địa danh nổi tiếng, là đầu tàu trong ngành du lịch ở tỉnh Cam Túc. Do đó, việc đảm bảo hoạt động bình thường của động Mogao là ưu tiên hàng đầu của thành phố Đôn Hoàng. Vì vậy, nhiều thị trấn và cơ quan chính quyền ở Đôn Hoàng đã huy động một số lượng lớn phương tiện để liên tục vận chuyển lao động trẻ và thanh niên đến chỗ vi phạm sông Daquan khắc phục thiệt hại. Sau trận lụt, một số cột điện ở phía tây của đường Hen Hua đã bị cuốn trôi, nước và điện bị cắt tại Mogao Grotes. Thật không may khi trung tâm dịch vụ du lịch Mogao Grotes đang được xây dựng cách Mogao Grotes 16 km cũng bị lũ cuốn trôi. May mắn thay, các công nhân xây dựng đã phát hiện kịp thời và di tản ra ngoài nên không có thương vong xảy ra. Giao lộ văn hóa dẫn đến Mogao Grotes như một mớ hỗn độn, trạm thu phí đường cao tốc Aden, ga xe lửa Đôn Hoàng mới được xây dựng đã bị lũ cuốn trôi mất, không còn dấu vết. Đứng ở ga xe lửa Đôn Hoàng và nhìn về phía nam, giao lộ văn hóa dẫn đến Mogao Grotes đã trở nên tan hoang. Gần trạm thu phí Aden, dân quân của thị trấn đang chờ được di chuyển đến chỗ vỡ sông Daquan để tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả sau lũ. Vào lúc 21 giờ 19 phút ngày hôm qua, một trận động đất 7,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cửu Trại Câu, tỉnh A Ba Tứ Xuyên ở khoảng 33,2 độ vĩ bắc, 103,82 độ kinh đông với tâm chấn ở độ sâu 20 km. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter ở Cửu Trại Câu đã khiến 13 người chết và 175 người bị thương. Sau trận động đất, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương CPC, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã hết sức coi trọng và ngay lập tức ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu nhanh chóng tìm hiểu và xác minh tình hình thảm họa của trận động đất 7,0 độ Richter. Nhanh chóng tổ chức các nỗ lực cứu trợ thiên tai để giải cứu những người bị thương, sơ tán và di rời khách du lịch và những người bị ảnh hưởng đến nơi an toàn để giảm thiểu thương vong. Hiện đang là mùa lũ chính vụ và cao điểm của mùa du lịch, cần tăng cường hơn nữa công tác cảnh báo khí tượng, quan trắc địa chất để đề phòng các loại thiên tai, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai, hết sức bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của mọi người. Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ Viện đã ra chỉ thị kêu gọi xác minh khẩn cấp tình hình thiên tai, dốc toàn lực tổ chức cứu hộ khẩn cấp, giảm thiểu thương vong, di chuyển và tổ chức tái định cư cho những người bị ảnh hưởng, tăng cường giám sát động đất và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp. Ủy ban giám sát quản lý tài sản của Quốc vụ Viện hết sức coi trọng các xí nghiệp trung ương lập tức đưa ra các phương án khẩn cấp sau động đất.
Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, tức 12 giờ sau trận động đất, tổng cộng 30 doanh nghiệp tận dụng lợi thế của mình để tham gia ứng cứu khẩn cấp, cứu trợ thiên tai, điều động lực lượng cứu nạn ra tuyến đầu để ứng cứu, cứu hộ động đất. Các công ty điện lực khôi phục cung cấp điện G-Hai, Hoàng Long trong vòng 2 giờ. Các công ty viễn thông mở đường dây nóng tìm kiếm các gia đình bị nạn kịp thời để thực hiện cứu hộ khẩn cấp. Các công ty hàng không điều hành hoạt động bay an toàn. Các công ty du lịch ngay lập tức kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho hơn 1.750 du khách Trung Quốc và nước ngoài. Xăng dầu và nhiên liệu hàng không hóa dầu. Kênh tiếp nhiên liệu xanh đã được mở để chuẩn bị đủ hàng trong kho. Các công ty xây dựng khẩn trương kiểm tra đường và hầm để đảm bảo giao thông thông suốt. Một số doanh nghiệp miền Trung đã nhanh chóng huy động nhân lực và vật tư phục vụ công tác cứu hộ tại chỗ. Trong số đó, công ty xây dựng nhà nước Trung Quốc đã kịp thời giải cứu hơn 60 du khách bị mắc kẹt và cứu trợ khẩn cấp về lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết cho hơn 260 du khách đang bị mắc kẹt. Đội cứu hộ thuộc dự án Chenglang thuộc Cục 2 Đường sắt Trung Quốc cũng đã tìm thấy một nạn nhân lúc 3 giờ 10 phút sáng ngày hôm nay. Các công ty điện lực khôi phục cung cấp điện G-Hai, Hoàng Long trong vòng 2 giờ sau trận động đất. Theo State Grid, sau trận động đất, lưới điện ở quận Gurai, quận Songphan và quận Hongyan đã hoạt động trở lại bình thường. Đội cấp cứu của công ty State Grid APA Gurai đã khẩn trương đến khu vực thiên tai. Đội cứu hộ điện đầu tiên đã vào Ganjaji và kiểm tra tình trạng hư hỏng của trạm biến áp Ganjaji. Đến khoảng 23 giờ 10 phút ngày hôm qua, huyện Cửu Trại và khu thắng cảnh Hoàng Long đã được cấp điện trở lại. Tính đến 7 giờ ngày hôm nay, State Grid Central Electric Power đã đưa tổng cộng 181 nhân viên cứu hộ khẩn cấp, 50 xe cấp cứu, 3 xe chở máy phát điện khẩn cấp, 4 máy phát điện, 10 thiết bị chiếu sáng, 4 máy bay không người lái, 2 thiết bị liên lạc vệ tinh và các phương tiện hỗ trợ khẩn cấp khác. Tổ chức các đội sửa chữa khắc phục lưới điện đặt tại Aba, Thành Đô, Mi Giang, Quảng Nguyên và những nơi khác để gấp rút đến khu vực thảm họa Cửu Trại Châu. Hiện lực lượng cứu hộ của công ty Aba đang khẩn trương đến vùng lõi thiên tai để triển khai công tác đảm bảo an ninh điện cứu nạn. Cơ sở vật chất và thiết bị của nhà máy điện Lixian, nhà máy điện Ganbao và trạm biến áp Taowan của công ty Liansan Hudian, Tứ Xuyên của Trung Quốc đều hoạt động bình thường, không có thương vong và không có thay đổi về phương thức vận hành của các tổ máy. Công ty Hudian Sichuan đã sẵn sàng ra tiền tuyến để đảm bảo việc phát điện. Tập đoàn Gudian đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp ngay lập tức, coi trọng việc phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro an toàn sau trận động đất. Trạm điện vẫn hoạt động ổn định, các thanh niên xung phong được tổ chức ra tuyến đầu tham gia ứng cứu khẩn cấp vùng động đất theo yêu cầu. Hiện tại, các nhà máy thủy điện Suyangku và Jichuan ở thượng nguồn sông Dadu gần tâm chấn của trận động đất Jigaigu đã đình chỉ hoàn toàn mọi công việc xây dựng. Sau trận động đất, dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, các công ty, dự án của CSCEC trong vùng bị động đất đã làm việc xuyên đêm, một mặt kiểm tra an toàn của người lao động và công trình, đưa ra các phương án khẩn cấp, làm tốt công tác khắc phục thảm họa sau động đất. Mặt khác, tổ chức lực lượng trang thiết bị ứng cứu theo yêu cầu bất cứ lúc nào và ra tuyến đầu ứng cứu động đất để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng. Trận động đất đã gây ra sự cố sập đoạn đường dài 1 km xuống Jidoku của tuyến 9 vành đai Tây gần dự án Songchagu và một số hành khách đã bị mắc kẹt lại trong đoạn bị sập. Sau khi biết tin, Han Yujun và Han Changseng, những người điều khiển xe nâng của công ty China Construction Western Construction Southwest đã khởi động phương tiện ngay lập tức lên tuyến đầu cứu hộ cứu trợ thảm họa. Sau một đêm vất vả, đến khoảng 8 giờ ngày hôm nay, đoạn đường bị sập đã được thông xe thành công và hơn 60 du khách bị mắc kẹt đã được giải cứu. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, bộ phận dự án đã giải quyết hơn 260 du khách bị mắc kẹt và bố trí nhân viên hậu cần để nấu cháo nóng cho các du khách hâm nóng. Theo tin tức mới nhất từ China Railway Construction, vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, đội cứu hộ của Cục 25 Cục Đường sắt Trung Quốc đã đến điểm sạt lở lớn đầu tiên trong khu vực bị động đất và tham gia cùng đội cứu hộ huyện Songpan trở thành lối mở khơi thông kênh giải cứu đầu tiên. Do lượng đất sạt lở quá lớn nên các đội cứu hộ, xe cứu thương không thể tiếp tục di chuyển về phía trước. Theo phương án nổ mìn do đội cứu hộ huyện Songpan đưa ra, đội cứu hộ Cục 25 Đường sắt Trung Quốc đã ngay lập tức chuẩn bị thuốc nổ và các vật liệu khác để tiến hành nổ mìn, giải cứu chiếc xe bị chặn đầu tiên với sự hợp tác của máy xúc và máy ủi.
Lúc 9 giờ ngày hôm nay, các nhân viên thi công thuộc bộ phận dự án của công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc gần tâm chấn đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Đội cứu hộ công trình đường sắt Trung Quốc đã mở những lối đi chính vào vùng lõi của trận động đất, đồng thời phối hợp với lực lượng công an và cảnh sát vũ trang để chỉ đạo giao thông. Cục 16 đường sắt Trung Quốc và các đơn vị khác đã tiến hành vào cử chạy câu theo từng đợt để tiến hành cứu hộ. Dự án đường sắt Chenlan của Cục 2 đường sắt Trung Quốc nằm ở huyện Songpan, tỉnh A3, cách tâm chấn 66 km. Nhóm cứu hộ đầu tiên của ban dự án khẩn trương lên tâm chấn lúc 22 giờ 40 phút, thành lập nhóm chỉ huy cứu nạn khẩn cấp gồm 10 người, tổ chức 2 xe chỉ huy, 1 máy xúc, xẻng, nước khoáng, bánh mì và các vật tư thiết bị cứu hộ khác đã và đang hoạt động tích cực. Để đảm bảo sự sống thông suốt từ thành đô đến khu vực thảm họa, Tập đoàn Đường hầm Đường sắt Trung Quốc theo sự sắp xếp thống nhất của Cục Đường sắt Thành Đô đã sử dụng đường hầm an toàn đường sắt Thành Đô - Lan Châu làm kênh cứu hộ khẩn cấp và các lực lượng nhanh chóng tiến đến tâm chấn cửu chạy câu thông qua đường hầm. Những người xây dựng tuyến đường sắt Chenlan thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc đã nỗ lực làm tốt mọi mặt của đường hầm để đảm bảo các phương tiện cứu hộ qua lại an toàn, trật tự và nhanh chóng. Sau khi kích hoạt kế hoạch khẩn cấp, Power China đã hợp tác với nhiều phòng ban của Viện Thành Đô để thực hiện các công việc liên quan một cách có trật tự và cống hiến hết mình cho công việc điều tra thảm họa càng sớm càng tốt. Sân bay Zhuhai với mặt đường còn nguyên vẹn, các công ty hàng không đã sơ tán hành khách an toàn, chuẩn bị cho chuyến bay cứu hộ. Khi trận động đất xảy ra, China Eastern Airlines không có chuyến bay nào bị mắc kẹt tại sân bay Hoàng Long, Cửu Trại. China Eastern đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp, chuẩn bị với năng lực và nhân sự, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp bất cứ lúc nào. Đối với tất cả các chuyến bay đến và đi tại cửu chạy câu, bao gồm cả các chuyến bay nối chuyến và vé miễn phí đổi vé do China Eastern Airlines và China United Airlines khai thác với các ngày bay từ ngày hôm nay đến cuối tháng mua trước ngày hôm qua, bạn có thể thanh toán toàn bộ số tiền hoàn tiền hoặc đổi một vé miễn phí. Và lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, chi nhánh Tứ Xuyên của hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp giao ban hoạt động bay và cuộc họp sẵn sàng khẩn cấp cho động đất và cứu trợ thảm họa. Hiện các chuyến bay của hãng đến các sân bay lân cận như Kangding, Yushu và Tây Ninh đang hoạt động bình thường. Được biết, vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, chuyến bay ngoài giờ đầu tiên 3U8111 sau trận động đất để vận chuyển nhân viên cứu trợ thảm họa, vật tư và các nhóm đánh giá thảm họa đã đến cửu chạy câu. Có 149 hành khách ở cửu chạy câu trong kỳ nghỉ của Sichuan Airlines. Tất cả họ đã được liên lạc và chưa có thông báo thương vong. Họ đã được sơ tán lần lượt khỏi cửu chạy câu từ đêm qua. China Eastern Airlines sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo việc sơ tán an toàn của những hành khách còn lại. Sau một cuộc điều tra qua đêm, CITS và CTS có tổng cộng khoảng 1.750 du khách Trung Quốc và nước ngoài gần danh thắng cửu chạy câu. Tất cả các du khách đều được xác nhận là an toàn, ngoại trừ một du khách đến từ CTS Jiangsu bị thương nhẹ. CITS và CTS duy trì liên lạc và liên lạc chặt chẽ với các đội du lịch và khách du lịch ở Tứ Xuyên, đồng thời yêu cầu nhân viên lễ tân và hướng dẫn viên du lịch sắp xếp khách du lịch hợp lý và làm tốt công việc an ủi khách du lịch. Xinxin Jihua đã tổ chức hội nghị cứu hộ khẩn cấp qua đêm, huy động lều, xe cứu hộ và cứu nạn khẩn cấp, xe nấu ăn, xe y tế và sức khỏe, xe lọc nước và các thiết bị hỗ trợ hậu cần khác, đồng thời triệu tập các đội cứu hộ khẩn cấp để tiến đến tâm chấn. Đồng thời, lợi thế tổng hợp của ngành khẩn cấp được tận dụng và các công ty con phối hợp thực hiện cứu trợ động đất một cách ổn định và trật tự. Công ty công nghệ và thiết bị công nghiệp nặng Xinxin ở Thành Đô đã nhanh chóng kết nối với Cục Động đất địa phương và Văn phòng ứng phó khẩn cấp, đồng thời liên tiếp tổ chức và huy động hơn 10 đội cứu hộ khẩn cấp chuyên nghiệp, chia thành 2 đội vội vã đến khu vực thiên tai để tham gia cứu hộ. Tích cực chuẩn bị hơn 10 loại vật phẩm cứu trợ khẩn cấp như lều cứu trợ thảm họa, mền cứu trợ thảm họa, quần áo chống lạnh, và sắp xếp triển khai các công ty con và các doanh nghiệp khác đã tập hợp 25.000 mền, hơn 3.000 áo khoác bông cứu trợ, hơn 1.000 lều cứu trợ thiên tai, đồng thời đã chuẩn bị một số lượng lớn thuốc cần thiết khẩn cấp cho các vùng thiên tai và các vật liệu khác gửi đến vùng thiên tai ngay khi có yêu cầu để giải quyết tình trạng thiếu vật tư và thuốc men trong vùng thiên tai.
Thương nhân Trung Quốc đã cứu trợ khẩn cấp bao gồm 250 giường gấp, 350 lều cứu trợ, 160 túi ngủ và 455 bộ túi ấm trong nhà kho Thành Đô, 200 giường, 112 lều, 800 giường gấp, 200 lều cứu trợ và 800 túi ngủ trong nhà kho Tây An. Tập đoàn Sinopharm đã nỗ lực hết sức để đảm bảo cung cấp thuốc cho các vùng bị thiên tai. Hiện tại, 900 hộp thuốc cấp cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân huyện Cửu Trại Câu trị giá 25.479 nhân dân tệ. Bệnh viện Changfang của ngành công nghiệp hàng không đã đưa đội ngũ y tế đóng tại Bệnh viện Nhân dân huyện Sông Phan đã tức tốc đến Cửu Trại Câu để cứu trợ trận động đất. Đợt thứ hai gồm Li Qian và các bác sĩ khác đã rời đi sáng nay sau khi chuẩn bị các vật liệu liên quan. Cho đến nay, 3 bác sĩ từ bệnh viện AVIC Changfang đã hỗ trợ đối tác tại Bệnh viện Nhân dân quận Sông Phan. Sinopec đã khẩn cấp phân bổ 552.000 chai Somaquan cho các khu vực bị thiên tai và phân phát miễn phí cho các nhân viên cứu trợ. Lô hàng đầu tiên gồm 1.000 phần nước cứu trợ thiên tai từ China Resources Sebron, 500 phần đã đến trung tâm triển khai của chính phủ trong thời gian sớm nhất. Bị ảnh hưởng bởi bão Nisab, thành phố Guping, Quảng Tây đã mưa lớn trong nhiều ngày, gây lũ quét ở nhiều thị trấn và làng mạc trong thành phố. Từ 20 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, các thị trấn và thị trấn như Jinshong, Dongxin và Jitian trong thành phố nói chung mưa rất to. Một số khu vực đã xảy ra mưa to, mưa lớn. Trong số đó, tại làng Juyuan, thị trấn Jingji, lượng mưa là 274,9mm. Sau trận mưa, mực nước của hồ chứa Jintian nằm ở thượng nguồn thị trấn Jintian ở thành phố Guping đã tăng mạnh. Đến khoảng 8 giờ ngày hôm nay, mực nước đạt 97,65m nên hồ bắt đầu xả lũ. Đến khoảng 10 giờ, lưu lượng xả lũ của hồ đạt 1.939 m³/giây. Tuy nhiên, lượng nước vào hồ chứa thượng nguồn lên tới khoảng 2.300 m³/giây. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, khoảng 12 giờ các sở ngành liên quan đã dùng máy xúc đào đập phụ của kè hồ để xả lũ với tổng lưu lượng 2.500 m³/giây. Hôm nay tại các thị trấn Jintian, thành phố Guping bị lũ lụt bao vây và đoạn Jijing của đường cao tốc loại 2 từ Busan đến Pingnan bị gián đoạn do lở đất. Tính đến 18 giờ 30 phút chiều nay, hơn 60.000 người ở 4 thị trấn bao gồm Jitian, Jijing, Dongxin và Jinku bị ảnh hưởng với 100 người chết và hàng chục người mất tích. Có hơn 40.000 người cần hỗ trợ y tế, trong đó có hơn 12.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp. Có một tình huống đặc biệt đáng được quan tâm, đó là sau khi trận lũ gây ra thảm họa, phóng viên phỏng vấn cho rằng nạn nhân không nhận được cảnh báo lũ dẫn đến lũ bất ngờ. Lũ Dương Tử. Trong mùa lũ năm nay có 8 đỉnh lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử và lũ ở trung và hạ lưu, tạo thành lũ trên toàn lưu vực. Từ đầu tháng đến nay, do mưa lớn, hệ thống nước hồ Po Yang bị lũ lụt và mực nước các sông Phu Hê, Tân Cương và Trường Giang liên tiếp vượt mức cao lịch sử. Lũ lụt cũng xảy ra ở các sông Jishui, Yuanjiang và Xijiang của hệ thống nước hồ Đô Tinh. Lũ từ hai hồ hòa vào sông Dương Tử khiến mực nước bên dưới Jilian, dòng chính ở hạ lưu sông Dương Tử dâng lên nhanh chóng, lần lượt vượt mức cảnh báo. Từ hơn 20 ngày nay, vùng mưa chính di chuyển lên thượng nguồn sông Dương Tử. Đỉnh lũ đầu tiên xảy ra ở Nghi Sương vào ngày đầu tháng với lưu lượng 54.500 m³/giây. Nước ở Jianli, Wuxie, Jiuyang và các trạm thủy văn khác đã vượt có mực nước cao nhất trong lịch sử. Đỉnh lũ thứ hai xảy ra ở Nghi Sương với lưu lượng 55.900 m³/giây. Trong thời kỳ này, mực nước của dòng chính ở trung và hạ lưu sông Dương Tử đã từng giảm xuống do dòng nước nhỏ từ hệ thống nước hồ Đông Tinh và hệ thống nước hồ Po Yang. Từ 10 ngày nay, lượng mưa lớn trên diện rộng lại xảy ra ở vùng trung lưu sông Dương và các trận mưa lớn liên tiếp xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các vùng lân cận. Và hôm nay, một trận lũ lớn đã xảy ra ở sông Yunjiang, hệ thống nước hồ Đông Tinh, trận lũ lớn thứ hai trong thế kỷ này. Đồng thời, sông Tân Cương và sông Lệ An của hệ thống nước hồ Po Yang cũng trải qua những trận lũ lớn. Đỉnh lũ thứ ba xảy ra ở Nghi Sương vào ngày hôm qua với tốc độ dòng chảy là 51.700 m³/giây. Mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử lên nhanh. Mực nước của các trạm thủy văn như Jishu, Jinlian, Dian Thong Hoàng, Lushan, Chang Jingli và Hoku một lần nữa vượt mực nước cao nhất trong lịch sử.
Trong tháng 8, mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và hai hồ vẫn ở mức cao, 5 đỉnh lũ xuất hiện ở thượng lưu sông Dương Tử, trong đó có 3 đỉnh lũ liên tiếp trong vòng 10 ngày, khiến mực nước các trung lưu tiếp tục lên. Đỉnh lũ thứ tư xảy ra ở Nghi Sương với lưu lượng 63.200 m3 mỗi giây. Vào lúc 4 giờ ngày hôm nay, mực nước ở San Si đạt 44,95 m, cao hơn 0,28 m so với mực nước lũ năm 1954. Đỉnh lũ thứ 6 xảy ra ở Nghi Sương với lưu lượng 63.300 m3 mỗi giây, là đỉnh lũ lớn nhất năm. Trong quá trình tiến về trung và hạ lưu, đỉnh lũ lần này gặp lũ sông Thanh Giang, hồ Động Đình, hồ sông Hàn, các trạm thủy văn ở giữa đạt mực nước cao nhất vào giữa tháng 8. Mực nước đỉnh lũ của Galiu Sasi, Yali, Liang Hoa Tang, Losan và các trạm thủy văn khác lần lượt là 45,22m, 38,31m, 35,8m và 34,95m, vượt quá mực nước cao đo được trong lịch sử là 0,55m, 1,25m, 0,79m và 0,77 tương ứng là mét. Trạm thủy văn Hán Khẩu, mực nước cao nhất năm là 29,43m, cao thứ hai trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,3m so với mực nước năm 1954. Đỉnh lũ thứ 7 và thứ 8 ở Nghi Sương nhỏ hơn đỉnh lũ thứ 6. Lưu lượng đỉnh lũ và tổng lượng lũ là các chỉ tiêu chính để đo độ lớn của lũ. Đặc điểm của việc kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử là việc kiểm soát lũ của dòng chính sông Dương Tử phía trên Cheng Ding Li chủ yếu được kiểm soát bởi dòng chảy đỉnh lũ. Đoạn sông bên dưới Cheng Ding Li chủ yếu được kiểm soát bởi lượng lũ do đến tác động điều tiết của hồ Đông Tinh, hồ Po Yang và các hồ nối với các sông khác. Năm nay tổng lượng lũ ở thượng lưu sông Dương Tử là lớn nhưng lưu lượng đỉnh lũ nhỏ hơn năm 1954 và lưu lượng đỉnh lũ ở Nghi Sương tương đương với thời gian xuất hiện 6 đến 8 năm so với năm 1954 và 1931. Đối với các trạm thủy văn chính ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, lưu lượng đỉnh của Lưu San, Hán Khẩu, Đại Đồng và các trạm khác năm nay nhỏ hơn năm 1954 và dòng chảy đỉnh cao của Hán Khẩu lớn hơn so với năm 1931. Lũ lụt sông Tùng Hoa. Sau mùa lũ năm nay, lượng mưa ở lưu vực sông Nên Giang ở thượng nguồn sông Tùng Hoa cao hơn đáng kể và 3 trận lũ lớn liên tiếp xảy ra. Trận lũ đầu tiên xảy ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Lũ chủ yếu đến từ thượng nguồn sông Nen và các phụ lưu của nó là sông Gan và sông Numin. Trận lũ thứ hai xảy ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Lũ chủ yếu đến từ trung và hạ lưu sông Nen Giang và các phụ lưu của sông Numin, sông Arun, sông Yalu, sông Chua Er và sông Chao Er bị lũ lụt lớn. Trận lũ thứ ba xảy ra vào đầu và giữa tháng 10 và nó là một trận lũ lớn trên toàn bộ lưu vực sông Nen Giang. Mực nước của trạm thủy văn sông Gunchenji của các nhánh sông Numin, trạm thủy văn Nam Trang của sông Yalu và trạm thủy văn Tao Nan của sông Tower đều vượt quá kỷ lục lịch sử và thời gian lũ tái diễn là 100 đến 1.000 năm. Bị ảnh hưởng bởi lượng nước đổ vào từ các nhánh sông khác nhau, mực nước của dòng chính sông Nen Giang tăng nhanh. Mực nước cao nhất của các trạm thủy văn Tongmen, Kihihua, Yangqiao và Dalai là 170,69m, 149,3m, 142,37m và 131,47m tương ứng, vượt quá mực nước cao nhất đo được trong lịch sử là 0,25m và 0,69m, 1,61m, 1,27m. Trong trường hợp xảy ra 6 vụ vỡ tràn của kè Nen Giang, lưu lượng đỉnh của các ga Kihihua, Yangqiao và Dalai đều vượt quá năm 1932. Mực nước cao nhất tại cáp Nhị Tân, dòng chính của sông Tùng Hoa là 120,89m vào ngày hôm qua, vượt quá mực nước cao nhất đo được trong lịch sử là 0,84m. Tốc độ dòng chảy là 16.600 m3 mỗi giây, thời gian lũ lặp lại khoảng 150 năm. Lớn hơn năm 1932, lưu lượng đỉnh lũ lặp lại là 16.200 m3 trên giây và trận lũ năm 1957, lưu lượng đỉnh lũ lặp lại là 14.800 m3 trên giây. Trận lũ lớn đầu tiên của thế kỷ này, lũ sông Xiyang Minyang. Vào tháng trước, một trận lũ kéo dài cả thế kỷ đã xảy ra ở sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang. Trạm thủy văn Quế Lâm ở thượng nguồn sông Quý Giang, một nhánh của sông Tây Giang đã trải qua 4 đỉnh lũ liên tiếp trong tháng trước, với mực nước cao nhất đạt 147,7m, cao nhất trong lịch sử.
bị ảnh hưởng bởi tổng hợp của lũ từ các nhánh chính và phụ lưu sông ở phía thượng nguồn và lượng mưa trong khoảng thời gian ngắn, lưu lượng tối đa của Ngô Châu dòng chính của sông Tây Giang là 52.900 m3 trên giây và mực nước là 26,51 m, đó là trận lụt lớn thứ hai trong thế kỷ này. Vào giữa đến cuối tháng trước, mưa xối xả liên tục xảy ra trên lưu vực sông Xinjiangxi và Phu Tung, các nhánh của sông Minh Giang ở Phúc Kiến, gây ra lũ lớn trên dòng chính của sông Minh Giang. Lưu lượng dòng chảy tối đa của trạm điện thủy khẩu, dòng chính của sông Minh Giang là 37.000 m3 mỗi giây. Sau khi lũ được điều chỉnh và tích trữ nước trong hồ chứa, mực nước cao nhất của dòng chính trạm thủy văn Yuki là 16,95 m và lưu lượng lớn nhất là 33.800 m3 trên giây. Đây là trận lũ lớn nhất trong thế kỷ này, thời gian lũ lặp lại khoảng 100 năm. 41 người bị thương, 120 người bị mắc kẹt trong trận động đất ở Tân Cương. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua, các vết nứt xuất hiện trên tường nhà của một người dân ở ngoại ô huyện Sichuan do một trận động đất. Lúc 5 giờ 7 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Sichuan, tỉnh tự trị Rajasthan, tỉnh tự trị Mông Cổ, Bayoleng và huyện Jing ở khu tự trị Tân Cương. Tin tức truyền hình mạng Trung Quốc, tính đến 11 giờ 20 phút ngày hôm qua, một trận động đất 6,6 độ Richter xảy ra tại ngã ba huyện Tân Nguyên và huyện Hà Kinh ở Tân Cương đã ảnh hưởng đến 22.317 người ở tỉnh Jili, bị thương 24 người và làm hư hỏng 16.367 ngôi nhà và 11.300 ngôi nhà hư hỏng nặng. 1.969 phòng bị sập, 1.560 lán bị hư hỏng và sập, hơn 357.000 con gia súc bị chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 208,6 triệu nhân dân tệ. Theo cơ quan quản lý động đất Tân Cương, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra tại huyện Tân Nguyên và Hà Kinh vào sáng ngày hôm qua, khiến 17 người ở suối nước nóng Eriasan, thị trấn Gunansio, huyện Hà Kinh bị thương, trong đó có 16 người bị thương nhẹ và 1 người bị thương nặng. Sau trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở Tân Cương, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân sự đã nhanh chóng tổ chức đánh giá nhanh thiệt hại do thảm họa động đất, đồng thời điều động 2.000 lều, 10.000 mền và 10.000 áo khoác bông đến khu tự trị Tân Cương và 500 miếng bông cho binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương. 1.000 chiếc lều, 2.500 mền và 2.500 áo khoác bông đã được cung cấp để giúp những vùng bị thiên tai làm công việc tái định cư tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, sau trận động đất, Sở Nội vụ Tân Cương đã ngay lập tức phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa 3 cấp. Tất cả các lực lượng ở khu tự trị Tân Cương đã đầu tư đầy đủ cho công tác cứu trợ động đất và thảm họa và hàng nghìn người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi. Hiện tại, tình hình thảm họa chi tiết vẫn đang được xác minh thêm. Đồng thời, cử hai nhóm công tác lần lượt đến Hanjin và Sichuan, đồng thời phân bổ 200 lều và 500 mền cho hai quận và phương án ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp nhanh chóng được triển khai. Đồng thời, cử hai tổ công tác đến khu vực thiên tai để xác minh tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc đã đưa ra phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3. Được biết, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ở huyện Sichuan và huyện Hengji vào sáng ngày hôm qua. Nó cách hạt Hengji 178 km, cách huyện Sichuan 124 km, cách thành phố Ushu 115 km và cách Siheji 140 km. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc thông báo rằng 41 người bị thương trong trận động đất ở Tân Cương, trong đó có một người bị thương nặng. Nhiều phần của quốc lộ 217 ở huyện Sichuan bị sập, khiến khoảng 120 người bị mắc kẹt. Trận động đất làm sập một ngôi nhà đơn sơ ở thị trấn Gunaixi, huyện Heijing, Tân Cương. Hôm nay, những người bị thương ở thị trấn Gunaixi, huyện Heijing đang được hỗ trợ. Đầu giờ chiều ngày hôm nay, thượng nguồn của đập Tam Hiệp đã xảy ra sụt lở đất đá và trạm phát điện ở huyện Đan Ba, Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên đã bị cuốn trôi. Điều này khiến sự kiện đập Tam Hiệp từng bị dự báo là sẽ vỡ vào năm ngoái, một lần nữa được khơi lên. Trong khi truyền thông Trung Quốc câm lặng một cách khó hiểu, người dân nín thở hướng về Tam Hiệp. Nhiều chuyên gia cảnh báo hậu quả có thể rất tang thương. Tiến sĩ Hoàng Tiểu Khôn thuộc Viện Khoa học Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo trong nhóm bạn trẻ trên WeChat rằng tiếp theo, cả thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi. Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ đầu mùa lũ năm nay, mưa lớn thường xuyên xuất hiện ở miền Nam, trong khi miền Bắc lại xảy ra tình trạng bốc hơi do nhiệt độ cao. Trên các nền tảng thương mại điện tử như Taobao, Mall, doanh số bán đồ và kem chống nắng tăng mạnh.
từ đầu tháng 10, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn. Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, 24 tỉnh và thành phố ở Hoa Nam và Hoa Trung với 8,52 triệu dân đã bị ảnh hưởng bắt đầu từ ngày giữa. Một phần của miền Tây Nam Trung Quốc, Hoa Nam, Hoa Trung đã bắt đầu xảy ra mưa lớn liên tục trong 24 giờ. Theo tự trị dân tộc Tạ, Khương, Nagua, Tứ Xuyên có lượng mưa tích lũy tối đa lên tới 50mm, một số khu vực có mưa đá với đường kính lên tới 10mm. Thôn Mai Long Câu ở huyện Đan Ba, châu tự trị Cam Tư đã xảy ra sạt lở đất đá. Tại Tứ Xuyên, lượng nước mưa có lúc lên tới 10.000 mét khối đã dẫn đến trận lụt vào giữa tháng, khiến nhà máy điện Mai Long bị cuốn trôi. Theo dự tính, mưa lớn ở một số khu vực của Tứ Xuyên sẽ còn kéo dài đến cuối tháng. Video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy cơn lũ quét khổng lồ chảy ào ào từ thượng nguồn xuống, khiến một số ngôi làng biến mất trong chốc lát. Từ đỉnh núi, đất đá sạt lở xuống chôn vùi nhiều ngôi làng, hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu dân làng bị nạn trong lúc đang ngủ. Dương Hoa, một người dân ở thôn Mai Long Câu, nói rằng trận lở đất xảy ra lúc 3-4 giờ sáng. Anh đã được dân làng đánh thức trong khi đang ngủ và nhanh chóng rời đi. Sau đó, đất đá trôi xuống bao phủ cả ngôi làng. Có cư dân mạng chia sẻ video nói rằng thượng nguồn Tam Hiệp xảy ra lũ lụt. Một hồ chứa nước đã bị vỡ, đập Tam Hiệp nguy rồi. Sau khi hồ chứa Đan Ba ở Tứ Xuyên sụp đổ, toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy. Mới đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo rằng, tính từ đầu năm tới nay, lượng mưa tích lũy ở Trung Quốc đã cao hơn 6% so với các năm trước. Sông Tiền Đường của Chiết Giang, Hồ Bà Dương và Tương Giang trong lưu vực sông Dương Tử cùng 148 nhánh sông khác có mực nước vượt quá mức báo động. Một số dòng sông xuất hiện lũ lụt kỷ lục trong lịch sử. Tình hình kiểm soát lũ đang rất là cấp bách và nghiêm trọng. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho rằng năm nay cần tập trung vào 3 rủi ro lớn là lũ lụt tràn lan, tai nạn hồ chứa và lũ quét từ trên núi. Hiện tại, các công trình chống lũ của Trung Quốc có thể đối mặt được với trận lũ lớn nhất từ năm 1949, nhưng lũ liên tiếp xảy ra có thể vượt quá khả năng phòng thủ hiện nay. Lời tuyên bố này được hiểu là trận lụt lớn nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền có thể xảy ra trong năm nay. Giới phân tích cũng lo ngại về việc đập Tam Hiệp vốn nhiều lần đã được đưa tin có biến dạng, nhưng khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bác bỏ, liệu nó có thể chịu được tác động của trận lụt này hay không? Thành phố Nghi Xương có thể sẽ biến mất. Trước đó, sự biến dạng nghiêm trọng của đập Tam Hiệp đã khiến cộng đồng quốc tế phải chú ý. Quản lý đập Tam Hiệp cũng đã công bố bài viết thừa nhận rằng đập đã có biến dạng, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng đây là một sự dịch chuyển đàn hồi trong phạm vi cho phép. Từ công trình Tam Hiệp khởi công tới nay, vẫn luôn có những tranh cãi về các vấn đề chất lượng, an toàn và tác động tới môi trường. Đặc biệt, cựu thư ký của Mao Trạch Đông, Lý Nhuệ và chuyên gia thủy lợi Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần kiến nghị ngăn chính quyền không nên thúc đẩy công trình Tam Hiệp. Ông Hoàng Vạn Lý cũng đã từng đưa ra 12 dự đoán về đập Tam Hiệp, bao gồm 1. Sự sụp đổ của kè chính ở hạ lưu sông Dương Tử, 2. Vận chuyển tàu thuyền tắc nghẽn, 3. Vấn đề di dân, 4. Vấn đề phù sa, 5. Giảm chất lượng nước, 6. Năng suất sản xuất điện không cao, 7. Khí hậu bất thường, 8. Thường xảy ra địa chấn, 9. Bệnh sán máng lây lan, 10. Suy thoái hệ sinh thái, 11. Lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn, 12. Đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ buộc phải bị nổ tung. Ngoại trừ việc con đập cuối cùng bị buộc phải nổ tung, tất cả 11 dự đoán trên đều đã ứng nghiệm. Những trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận đối với vấn đề đập Tam Hiệp. Nhận định sau đó, thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin công khai, ông Hoàng Tiểu Khôn có nhiều danh hiệu như kỹ sư về kết cấu hạng nhất quốc gia, giáo viên hướng dẫn tiến sĩ nghiên cứu xây dựng Trung Quốc, kỹ sư trưởng của công ty Yiwan Technology. Tuy nhiên, hiện vẫn không rõ chính xác liệu thông tin từ nhóm bạn bè trên WeChat có phải là đúng của ông Hoàng Tiểu Khôn hay không. Sau vụ việc, hình ảnh biến dạng của con đập Tam Hiệp khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tuyên bố con đập dịch chuyển trong giới hạn đàn hồi cho phép. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc cho biết đập Tam Hiệp không phải là dịch chuyển đàn hồi vì nó không phải là nhất thể. Và ông nói rằng không cần nhìn vào các bức ảnh cũng biết đập Tam Hiệp bị biến dạng.
ông Vương chỉ ra rằng đập Tam Hiệp bao gồm hàng chục đập bê tông độc lập tạo thành, mỗi đập được đặt trên nền đá, giữa đập và nền đá là không có gắn kết. Do áp lực và nhiệt độ của nước, đập sẽ phát sinh biến dạng và dịch chuyển khác nhau, nghĩa là con đập đang di chuyển. Và thiết kế này làm cho đập Tam Hiệp rất mong manh. Lúc đó, ông cảnh báo rằng các bức ảnh cho thấy con đập di chuyển không đều, do đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho con đập trong tương lai. Một khi đập Tam Hiệp bị sập, hàng trăm ngàn người dân của thành phố Nghi Xương sẽ biến mất. Cô Hoàng Tiêu Lộ, con gái của chuyên gia kỹ thuật thủy lợi Hoàng Vạn Lý, người đã viết thư phản đối việc xây dựng đập Tam Hiệp, là người đứng đầu của quỹ nghiên cứu Hoàng Vạn Lý, cũng nói về tài liệu phản đối xây dựng đập Tam Hiệp và sau lá thư cha cô gửi lên lãnh đạo Trung Quốc. Theo ông Hoàng Vạn Lý, đây không phải là vấn đề liên quan tới khả năng tài chính quốc gia, vấn đề cấp thiết không sớm thì muộn hay môi trường sinh thái hiệu quả chống lũ lụt quốc phòng, mà chủ yếu là các điều kiện khách quan liên quan tới giá trị kinh tế và các vấn đề xảy ra đối với lòng sông trong hoàn cảnh địa lý tự nhiên. Không cho phép một tổ chức chính phủ tôn trọng khoa học và dân chủ lại xây một công trình gây hại cho đất nước và người dân. Nếu nó được xây dựng, cuối cùng nó sẽ bị nổ tung. Vào thời điểm đó, Viện Thủy lợi học Hoa Đông Trung Quốc, nay là Đại học Hàng hải cũng đã xuất bản nhiều tài liệu có cùng quan điểm này. Cô Hoàng Tiêu Lộ nói thêm về bài viết lúc còn sống của ông mang tên Tôi biết quá trình lắp đặt đập Tam Hiệp. Trong bài viết có đề cập rằng gần đây trên thế giới có hai cuộc hội thảo về các con đập trên thế giới và một hội thảo đã liệt kê 10 con đập nguy hiểm nhất thế giới, trong đó Tam Hiệp đứng đầu tiên. Chúng ta cần cho cư dân sống ở khu vực hồ chứa và hạ lưu đập Tam Hiệp biết rằng mối nguy hiểm của đập Tam Hiệp đã tồn tại từ ngày xây dựng và có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào. Có thể có tới 600 triệu người sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một trong những khu vực phát triển nhất ở Trung Quốc. Tỷ phú người Trung Quốc hiện sống ở Hoa Kỳ, Quách Văn Quý, gần đây cũng đã đưa ra cảnh báo về đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp năm ngoái đã nói có người nhắc tới, năm nay người ta cũng nói về nó. Theo thông tin nội bộ của chúng tôi, xác thực có người đã lấy cái chết can gián Trung ương chỉ ra rằng việc đập Tam Hiệp xảy ra sự cố chỉ là sớm muộn. Một khi tai nạn xảy ra, 1/4 Trung Quốc sẽ bị san thành bình địa. Tỷ phú Quách cho biết một nguồn tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội đã sử dụng phép so sánh để mô tả mức độ nguy hiểm của đập Tam Hiệp như sau. Dùng một chiếc chăn bông để chặn dòng lũ xiết. Sau khi chăn đã thấm ướt hết, một khi nước ảo ra, căn bản không thể khống chế. Đây là hoàn toàn trái với tự nhiên. Sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thưa quý vị khán giả, tin tức mới nhất chúng tôi nhận được do Cơ quan Quản lý Động đất Tân Cương công bố cho thấy, tính đến 8 giờ 30 phút ngày hôm nay, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở Tân Cương đã làm tổng cộng 7 khách du lịch ở huyện Hà Kinh bị thương. Vào lúc 5 giờ 7 phút ngày hôm qua, theo Bắc Kinh, một trận động đất có cường độ 6,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Sichuan, tỉnh tự trị Li Kazakhstan, tỉnh tự trị Baikonur, Mông Cổ và huyện Linh. Khu tự trị Tân Cương với một tiêu cự sâu 7 km. Theo báo cáo của đội cấp cứu tại chỗ của trạm địa chấn Kola thuộc Cục địa chấn Ba Châu và Cục địa chấn Tân Cương, trên đường đến khu vực động đất nhận thấy có mưa lớn, lũ nhỏ, đá lăn ở thị trấn Benratai. Theo báo cáo của đội cứu hỏa công an khu tự trị Tân Cương, đội cứu hỏa quận Baiju Hengjin 1 xe và 10 người, đội cứu hỏa quận Li Xingguan 2 xe và 10 người đã chạy đến tâm trấn cùng với các nhân viên chính quyền địa phương có liên quan để tiến hành ứng cứu tại chỗ. Đội cứu hộ khẩn cấp của đội cứu hỏa Ba Châu gồm 7 xe và 48 người đã nhanh chóng đến tâm trấn để ứng cứu. Đội cứu hộ khẩn cấp khi cháy mỏ dầu Tarim đã điều 1 xe và 6 người đến hiện trường để tăng cường. Đội cứu hỏa tỉnh Yili đã điều động 3 xe và 15 người từ đội cứu hộ dịch vụ đặc biệt chữa cháy Jingjing đến khu vực thiên tai ở huyện Sichuan để tăng viện. Tính đến 8 giờ 30 phút có tổng cộng 7 du khách ở quận Hengjin bị thương. Theo báo cáo của Zhao Yuansheng, Phó Thanh tra Cục Quản lý Động đất Tân Cương tại chính quyền thị trấn Gongshanli, con đường từ chính quyền thị trấn đến suối nước nóng Hanshian bị gián đoạn do mưa và lở đất hiện đã được thông tuyến. Hong Yuansheng, Giám đốc Cục Ứng cứu Khẩn cấp Động đất thuộc Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc đã dẫn đầu một đội tại chỗ gồm 8 người bao gồm 2 dự báo viên đến Uruguay bằng chuyến bay CA-1293 để hỗ trợ Cơ quan Quản lý Động đất Tân Cương thực hiện công việc khẩn cấp động đất.
theo mạng lưới điện chấn quốc gia. Vào lúc 5 giờ 7 phút ngày hôm qua theo giờ Bắc Kinh, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Xinjiang, tỉnh Liaoyang, tỉnh tự trị Bayanglang, Mông Cổ và huyện Jinxian, khu tự trị Tân Cương, với tiêu cự sâu 7 km. Hình ảnh cho thấy đoạn Bắc Thiên Sơn của quốc lộ 217 sắp được thông xe chính thức. Đoạn đường giao nhau giữa quốc lộ 217 và 218 bị sạt lở cách 14 km. Vào sáng sớm ngày hôm qua, trận động đất đã được cảm nhận rõ ràng ở thành phố Kola, tỉnh tự trị Mông Cổ, Bayanglang, Tân Cương và người dân đã trú ẩn ngoài trời với tiêu cự sâu khoảng 7 km. Trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia cho biết, dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn, một trận lũ thảm khốc đã xảy ra ở thượng lưu sông Kênh Tứ Xuyên và các nhánh của sông Nam Giang. Ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 4 đã được đưa ra và nhóm công tác chung của Bộ Quốc phòng ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa của Tứ Xuyên đã nhanh chóng di chuyển đến Quảng Nguyên và Bông Dông để hỗ trợ và hướng dẫn lũ lụt công tác phòng chống, cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả của thiên tai. Theo quan trắc, dưới ảnh hưởng của lượng mưa, lũ lụt trên mức cảnh báo đã xảy ra trên các sông như dòng chính của thượng nguồn sông Khuy Giang ở Tứ Xuyên và các phụ lưu của nó là Nan Giang, En Giang River, Xiang Tao Giang và Đông Tao Giang. Phụ lưu thượng nguồn của Han Giang River ở Thiểm Tây và sông Kim Sa ở Vân Nam từ 4 đến 5,27 m. Trong đó, sông Nam Giang có lũ vượt kỷ lục lịch sử và sông Xiang Tong có lũ vượt quá mức nước đảm bảo. Vào lúc 13 giờ ngày hôm qua, mực nước đỉnh lũ là 368,2 m tại trạm Thủy Văn Nam Giang, vượt quá mực nước đảm bảo là 4,41 m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 15.000 m khối trên giây trong chu kỳ hơn 100 năm. Vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, mực nước đỉnh lũ là 55,23 m xảy ra tại trạm Thủy Văn Xiong Tong Yan King Yu, vượt quá mực nước đảm bảo 0,23 m, đứng thứ 2 kể từ khi thống kê số liệu đo được vào năm 1965. Hiện các sông nói trên đã rút xuống dưới mực nước cảnh báo. Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết, tính đến 15 giờ ngày hôm nay, các trận mưa xối xả, lũ lụt, gió và các thảm họa mưa đá kể từ đầu tháng đã ảnh hưởng 7,545 triệu người và 49 người đã chết do chịu các thảm họa, 21 người mất tích, 307.000 người phải chuyển đi tái định cư khẩn cấp và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 6,39 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, 21 người ở Tứ Xuyên chết do thảm họa, 17 người mất tích và hơn 260.000 người phải di rời khẩn cấp, 20 người ở Thiểm Tây chết và 10 người mất tích, 26.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, còn lại là ở các địa phương khác. Kể từ ngày đầu tháng, đã có hai đợt mưa lớn trên diện rộng ở một số khu vực của Trung Quốc, bao gồm thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão và gió mạnh ở các khu vực như Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương và 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố tự trị, 105 thành phố quận tự trị, 314 quận thành phố quận và một số trung đoàn của quân đoàn Tân Cương. Địa điểm này đã phải hứng chịu những thảm họa như lũ lụt, lở đất và mưa đá, bị ảnh hưởng bởi rãnh thấp của gió mùa Tây Nam. Từ hai ngày nay, nói chung có mưa to đến rất to ở Huệ Châu, Quảng Đông. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, có 69 trạm trên địa bàn thành phố. Lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 40 trạm vượt quá 100mm và lượng mưa lớn nhất xảy ra ở thị trấn Gen Long, huyện Huệ Dương là 200,2mm. Tình trạng ngập úng xảy ra ở nhiều nơi ở Huệ Châu và giao thông bị tắc nghẽn. Theo dự báo của Cục Khí tượng Huệ Châu, từ đêm nay đến ngày mai vẫn có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to cục bộ, có nơi kèm theo dông trong thời gian ngắn, gió giật mạnh, sét và các thời tiết đối lưu cường độ mạnh. Chiều nay, tín hiệu cảnh báo mưa bão ở quận Huy Trang và quận Vịnh Daya của thành phố Huệ Châu đã được nâng cấp thành cảnh báo đỏ. Mưa vẫn tiếp tục. Các phóng viên đã đến thăm và phát hiện ra rằng cầu Huệ Châu Giangbe, Giangshen, cầu Jishan, thành phố Ô Tô, Xinjiang, Keodong, Xinjiao, Chenjiang và những nơi khác đều bị ngập úng ở các mức độ khác nhau. Trước trường tiểu học của Zhongtang ở Xiyao, một chiếc ô tô đã bị nhấn chìm trong nước chỉ còn phần mái. Dọc đường, phóng viên cũng nhận thấy nhiều đoạn đường bị ngập nặng khiến các phương tiện khi đi qua đều phải tắt máy đột ngột, giao thông có lúc ùn tắc nghiêm trọng.
Hôm nay là giải đua xe đạp quốc gia mở rộng được tổ chức tại Huệ Châu. Cuộc thi đã không dừng lại vì mưa bão. Hơn 300 người đi xe đạp từ khắp nơi trên cả nước đã tham gia cuộc thi dưới trời mưa. Bóng dáng của những người đạp xe đi qua cơn mưa tạo thành một cảnh quan tuyệt đẹp. Phóng viên được biết từ ba bộ quốc phòng ở Huệ Châu rằng ba bộ quốc phòng và các bộ phận khác đang theo dõi chặt chẽ điều kiện mưa nước, tăng cường công tác dự báo và cảnh báo sớm và phòng chống lũ lụt, đã làm tốt công tác phòng chống mưa lớn và các thảm họa thứ cấp, cũng như giám sát và cảnh báo sớm các thảm họa địa chất núi lửa. Ngoài ra, các đội cứu hộ khẩn cấp và trang thiết bị đã được chuẩn bị từ sớm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, dưới tiền đề đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi trữ nước một cách khoa học. Thưa quý vị, theo tin từ Cục Thủy văn sông Trường Giang, Trung Quốc, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn, hồ chứa Tam Hiệp sẽ đạt đỉnh lũ 74.000 m3 trên giây vào ngày hôm qua. Đây là dòng chảy lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp. Ngoài ra, tỉnh Tứ Xuyên cũng đang chịu ảnh hưởng nặng do mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày. Lũ lụt đã khiến 1.200 người dân sống ở thị trấn Phong Châu thuộc địa phận thành phố Lạc Sơn bị mắc kẹt. Chính quyền địa phương sau đó đã phải điều động nhiều trực thăng chở đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm tới cho người dân bị nạn. Nước lũ đã ngập đến tận ngón chân của Lạc Sơn Đại Phật, bức tượng khổng lồ có từ thế kỷ thứ 8 được tạc trên sườn núi. Ban quản lý danh lam thắng cảnh Trung Quốc cho biết đây là lần thứ hai xảy ra cảnh tượng này kể từ năm 1949. Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất trong bậc thang 4 cấp độ tại tỉnh Tứ Xuyên. Vào 2 ngày trước đó, một chợ nông sản ở thành phố Trùng Khánh đã bị tốc mái vì địa hình thấp. Ngoài lưu vực sông Trường Giang xảy ra lũ lụt, nhiều cơn bão cũng theo nhau đổ bộ. Hiện tại, vùng ven biển phía đông nam Trung Quốc đang đối mặt với cơn bão số 7 có tên là Hikos. Sáng ngày hôm qua, cơn bão này đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông. Bên cạnh đó, khu vực Đông Bắc Trung Quốc hiện cũng đối mặt với thời tiết đối lưu mạnh. Tỉnh Liêu Ninh liên tiếp phát cảnh báo lũ, 11 hồ chứa vượt mức giới hạn. Tuyết rơi tỉnh Cam Túc, Trung Quốc bước vào mùa đông. Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày hôm qua đột nhiên trời đổ tuyết lớn. Đồng cỏ trong chốc lát phủ dày tuyết trắng, khu vực nhanh chóng bước vào mùa đông. Vật nuôi có thể rất khó chịu được cái lạnh đột ngột kéo đến này. Đoạn video được người dùng Twitter đăng tải cho thấy vùng Cam Nam bất ngờ trải qua một trận tuyết rơi dày đặc giữa mùa hè. Một màu trắng xóa phủ lên những ngọn núi, những ngôi nhà. Tuyết rơi ảnh hưởng lớn đến sự sống của những cánh đồng cỏ vốn đang trong thời điểm sinh trưởng mạnh mẽ, vốn là nguồn thức ăn chính của đàn bò Tây Tạng nơi đây. Lượng mưa liên tục trong hơn 10 ngày qua đã khiến nước sông dâng cao. Nông dân trồng táo và chăn nuôi ở huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, quê hương của táo Tàu, chịu thiệt hại nặng nề. Mưa liên tục trong hơn 10 ngày qua đã khiến lượng nước ở hạ lưu sông Lạc tăng vọt. Dân làng ở huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nói với phóng viên của APA Times rằng những trận mưa xả lũ ồ ạt đã khiến hai con đập ở thị trấn Triệu Độ bị phá hủy. Việc trồng táo tàu và chăn nuôi gia súc của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Còn theo báo cáo của giới truyền thông Đại Lục, huyện Đại Lệ, Vị Nam đã trải qua những trận mưa xối xả. Các sông Vị, sông Lạc trong khu vực đã liên tiếp xuất hiện những trận lũ vượt qua mức cảnh báo. Nước tràn bờ đê khiến hai con đập bị phá hủy, nước sông chảy ngược vào thành phố. Đã có khoảng 175.000 mẫu đất nông nghiệp bị ngập lụt và 25,126 người phải di tản và tái định cư. Huyện Đại Lệ có 108 ngôi làng bị ảnh hưởng, vụ thu hoạch mùa thu bị thiệt hại nghiêm trọng. Một số dân làng nói với phóng viên của Epoch Times rằng tình hình thiên tai ở thị trấn Triệu Đô, làng Thạch Tào, làng Lộ An, làng Bình Dân, làng Vũ Lâm và những nơi khác còn nghiêm trọng hơn. Bất ngờ nhận được thông báo di tản, dân làng hốt hoảng bỏ nhà đi. Huyện Đại Lệ nằm ở phía đông của Bình Nguyên, Quang Trung, Thiểm Tây là khu vực hợp lưu của sông Hoàng, sông Lạc và sông Vị. Ông Tân Minh, một người dân ở làng Tân Tứ, thị trấn Triệu Đô cho biết, những năm trước, nước sông Mẹ, sông Hoàng có dâng lên nhưng vẫn ổn. Năm nay, vì để bảo vệ Cam Túc và Hà Nam, lượng mưa xả ra quá lớn khiến đê ở huyện Đại Lệ không chịu nổi và đã vỡ. Ông Minh nói cả làng bị ngập hoàn toàn, nước sâu khoảng 2 mét, nhà cửa đồ đạc đều bị ngâm trong nước. Ông Minh kể lại rằng mưa bắt đầu vào khoảng ngày hôm đầu tháng do hệ thống thoát nước kém nên đã khiến nước tích tụ ở một số nơi. Nhưng vào lúc đó không có vấn đề gì lớn. Đến ngày hôm qua, bọn họ phát hiện nước sông chảy xiết hơn. Tầm 6 giờ sáng ngày hôm nay, lúc dân làng còn đang thu hoạch táo ngoài đồng thì bất ngờ nhận được thông báo của thôn rằng phải di tản ngay. Mọi người đều rất vội vã và hoảng loạn, không có thời gian để về nhà lấy đồ, không mang theo được cái gì cả.
Ông Minh cho biết vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ rằng họ có thể quay trở lại vào ngày mai và sẽ không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, nước chảy đến nhanh vô cùng. Ông Minh nói, khi ông di tản khỏi làng vào lúc 8 giờ thì thấy nước đã dâng đến đường nhựa. Hơn chục phút sau thì nước đã cao đến một gang tay. Ông Tiết Phi, một nông dân ở thị trấn Triệu Đô nói với phóng viên rằng nước lên rất nhanh, thời gian di tản lại tương đối ngắn. Gia súc lợn đều chết hết, những người nông dân bị tổn thất cực kỳ lớn. Gia đình tôi có hơn 100 con bò trị giá hàng triệu nhân dân tệ, tất cả đều mất sạch rồi, nhà cửa cũng vậy. Vụ táo tàu, tâm huyết của cả một đời đều không còn nữa. Táo tàu là đặc sản của huyện Đại Lệ đã từng được chọn là sản phẩm nông nghiệp mới chất lượng cao nổi tiếng toàn quốc. Táo tàu Đại Lệ là một sản phẩm nông nghiệp đã có chỉ dẫn địa lý. Hầu hết dân làng ở địa phương đều dựa vào việc trồng táo để kiếm sống. Táo tàu của huyện Đại Lệ là loại tốt nhất trong cả nước với sản lượng nhiều nhất, ông Minh nói. Những cây táo tàu gần như đều bị nhấn chìm hoàn toàn, nhà kính cũng bị ngâm trong nước. Một số nhà kính bằng nhựa thì bị lũ ép lên cây táo mà đổ sập hết. Gia đình ông Minh đã trồng 20 mẫu táo tàu, không có cây nào sống sót, toàn bộ số cây bị ngâm trong nước đều đã hỏng. Ông cho biết, để xây dựng một nhà kính tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ, năm nay tôi đã lỗ 4 đến 5 triệu nhân dân tệ, tâm huyết của cả một đời kinh doanh đều không còn nữa rồi. Nghề cá tại địa phương này cũng bị ảnh hưởng thiệt hại khá lớn. Ông Trần Dĩnh ở thị trấn Chiêu Ấp, huyện Đại Lệ là người đứng đầu một doanh nghiệp. Khi được phóng viên của Epoch Times hỏi về thảm họa, ông nói, chúng tôi phải tuân thủ một số chính sách của chính phủ, có rất nhiều thứ chúng tôi không thể nói với truyền thông. Bạn có thể tìm chính phủ để nói chuyện. Tuy nhiên, ông có cho biết, lúc đầu chúng tôi cũng để ý đến con đập, nhưng đột nhiên nước chảy rất lớn. Chúng tôi ban đầu là tự cứu lấy tài sản, nhưng thực sự cứu không nổi nữa nên đành di tản. Chúng tôi không biết gì cả, cũng không biết thượng nguồn xả lũ ở đâu, thiệt hại thì nặng nề. Ông tiết lộ rằng ông sở hữu một ao cá, hàng chục nghìn con cá đã bị lũ cuốn trôi, gần 1 triệu nhân dân tệ đã bị mất trắng. Chính quyền thị trấn không phân phát vật tư quyên góp. Sau thảm họa, người dân các nơi đã liên tục gửi vật tư cứu trợ đến vùng thiên tai. Chính quyền ở địa phương yêu cầu quản lý và phân phối tập trung, nhưng một lượng lớn vật tư đã dừng tại chính quyền thị trấn mà chưa được phân phối. Chúng tôi hy vọng rằng những món đồ quyên góp từ bên ngoài sẽ được trực tiếp gửi đến cho thôn, gửi đến thôn trưởng. Ông Minh cho biết, có 10 ngôi làng ở thị trấn Triệu Đô đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Làng Tân Tư có hơn 2.000 người. Sau khi di tản, một số người đã đến lánh nạn tại nhà người thân bạn bè, một số người khác thì ở các khu tái định cư. Các khu tái định cư được bố trí ở những nơi không bị ngập lụt như sân trường học. Do quá trình di tản gấp rút nên dân làng đều chỉ mặc một bộ quần áo. Mấy ngày hôm nay nhiệt độ xuống thấp, ban đêm 5-6 độ, ban ngày chỉ khoảng 10 độ. Ông Minh nói, chúng tôi đều thiếu màn, quần áo, bông và các nhu yếu phẩm. Vào ngày hôm nay, đã có hơn 100 người dân trong làng được bổ sung vào khu tái định cư chỗ ông, nhưng chính quyền chỉ cấp cho 40 chiếc mền, ban đêm ngủ cũng khó khăn. Điều kiện của các khu tái định cư khác nhau, có nơi thậm chí không có giường, chỉ có thể ngủ dưới đất. Ông Minh cho biết, mặc dù mọi người đã di tản được nhưng họ rất lo lắng cho ngôi nhà của họ. Nếu ngôi nhà bị sập, thảm họa lần này sẽ quá lớn rồi. Trang CNN West đưa tin rằng, Quý Vạn Tài, một chuyên gia từ Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết, những trận mưa xối xả đã khiến mực nước ở lưu vực sông Hoàng, sông Lạc, sông Vị dâng cao. Ba dòng nước hội tụ nhưng hệ thống thoát nước không tốt, cuối cùng đã khiến lũ tràn bờ đê và đổ ra huyện Đại Lệ. Phóng viên của Epoch Times đã tìm kiếm trên mạng xã hội và thấy không ít dân làng ở các khu vực thiên tai như huyện Đại Lệ và thị trấn Triệu Đô đã phải đăng các bài viết nói rằng thượng nguồn bảo vệ Cam Túc, hạ nguồn bảo vệ Hà Nam nên Thiểm Tây đã mở cửa xả lũ lần thứ hai, lũ tràn qua Đại Lệ và khiến đập bị vỡ. Phóng viên của Epoch Times đã gọi điện đến văn phòng chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện Đại Lệ. Nhân viên cho biết lần này họ không xả lũ, nguyên nhân thì giới truyền thông đều đã nói rõ. Phóng viên tiếp tục gọi cho Sở Phòng chống lụt bão thành phố Vị Nam. Một nhân viên nữ đã từ chối bình luận, chỉ nói rằng bộ phận tuyên truyền đã trả lời rồi, đồng thời cung cấp số điện thoại di động của một giám đốc họ Nhậm, nhưng phóng viên không gọi được. Theo báo cáo, đã có tổng cộng 293.000 người ở Đại Lệ, Vị Nam bị ảnh hưởng và 491.000 mẫu đất nông nghiệp đã bị ngập lụt. Lũ lụt đã làm hư hại đường xá, hệ thống thủy lợi, điện lực và các cơ sở hạ tầng khác. Thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại kinh tế của thảm họa lần này là 461 triệu nhân dân tệ. Cho đến thời điểm đăng bài báo này, vẫn chưa thấy số liệu cập nhật mới hơn về tình hình thiên tai. Vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu các thảm họa, nên tình hình thực tế không được thế giới bên ngoài biết đến.
Trước đó vào tháng 9, Thiểm Tây đã phải chịu một trận lũ lụt. Theo báo cáo, đã có 775.000 người tại 8 thành phố chịu ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế vào khoảng 4 tỷ nhân dân tệ. Đặc biệt là từ cuối tháng trước, 5 quận và huyện trong đó có Lạc Nam ở thành phố Thượng Lộc đã bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 137.500 người ở 61 làng đã bị ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế là khoảng 2,9 tỷ nhân dân tệ.